Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại về được tiếp một chiếc súp điện cây của Onkyo, dòng súp cao cấp nhất của hãng Onkyo. Khi cái giá xuất xưởng cách đây hơn 30 năm, năm 1989 là con này với xuất xưởng với cái giá 75.000 yên. Nếu mà tính theo tỷ giá hiện tại bây giờ ấy thì là nó tương đương với khoảng 14 triệu anh em nhé. Con súp cây này cao 1 mét, nặng gần 30 cân. Nó khoảng 30 cân, bê rất là nặng luôn, bê gù lưng luôn. Cái bát nó thả phát nó muốn độn thổ luôn. Nó thả phát nào là anh em nghe phát khiếp luôn phát đấy. Uỳnh 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 sợ như động đất ấy. Em vẫn đang mở súp đây anh em nhé. Anh em phải đeo tai nghe hoặc mở các bộ dàn âm thanh em mới cảm nhận được. Này, em nhích lên một tí nữa này. Kính cửa rung hết này, mở tí nữa to tí nữa là cùng rung với kính cửa. Nó có cắt tần đảo pha đầy đủ luôn anh em nhé, có súp cao cấp của anh yêu. Súp nó đánh quá là uy lực luôn, kinh khủng. Nếu mà anh em để con này trong trong phòng anh em chơi ấy, nó đánh rồi là anh em sẽ không biết là nó tiếng súp nó phát ra từ đâu luôn. Nó sâu, nó lan tỏa. Đấy, mở lên phát là rung hết nhà cửa luôn. Con này anh em chơi trong phòng 70 mét vuông thoải mái anh em nhé. 50 mét vuông thoải mái luôn. Đánh rất là phê luôn. Nó đánh nó lan tỏa nên là ví dụ nhá, anh em đây em đang để ở đây, em đang để nó phát ở đây. Anh em đứng tầm khoảng 2 3 mét đổ đi ở đằng kia. Tiếng nó đả vào tai nó nghe như động đất, sợ. Nghe rất là khủng khiếp luôn. Phiêu con này, rất là phiêu luôn. Đấy. Con này nó cao 1 mét anh em nhá. Nó con này đây. Bát của nó là bát 22 nhưng mà bát 22 thôi nhưng mà nó thiết kế rất là gấu luôn, củ rất là gấu luôn. Và cái hệ thống thùng ma trận này này nó tạo ra một cái âm trầm nó đánh như đậu đất, khủng khiếp luôn. Đây nó có đảo pha cắt tần đầy đủ anh em nhé. Đây là đảo pha này, đây là chuyển đường tín hiệu vào này, chuẩn sản xuất tại Nhật nhé. Những cái dòng này đời đầu cách đây hơn 30 năm rồi nên là sản xuất tại Nhật hết anh em nhé. Đây Mỹ Japan này. Đấy, công suất tiêu thụ điện của nó rất là tiết kiệm, chỉ có 50W thôi nhưng mà đánh rất là bạo lực luôn. Đánh nghe nó cũng phát sợ luôn anh em nhé. Chất lượng rất là cao luôn. Đấy. Nó theo cái luật quản lý vật liệu thiết bị điện nên là nó rất là tiết kiệm điện. Giống như kiểu các hãng xe ô tô bây giờ ấy. Nó thiết kế để nó mã lượng những cái con ví dụ như bây giờ những các động cơ turbo ấy anh em nhé. Nó thiết kế để gần như là để nó lách luật. Thực ra là nó ví dụ như động cơ 2.0 chẳng hạn, nhưng mà nó thiết kế nó có 1.5 turbo chẳng hạn. Đấy, công suất nó tăng mã lực rất là mạnh luôn, nhưng mà cái chấm thì nhỏ đi. Vẫn đảm bảo công năng và rất uy lực. Bọn này thế này, rất là tiết kiệm điện nhưng mà nó đánh rất là phê luôn. Anh em cứ gõ con Onkyo SL10 này ra là anh em sẽ biết được là nó như thế nào nhá. Trên catalog ở trên trang các trang của bên Nhật nó giới thiệu hết mà. Rất là uy lực. Bát của nó bát úp đất thế này nhá. Nhưng mà nó thiết kế nó không úp xuống hẳn dưới cái nền đất đâu. Nếu úp hẳn nền đất thì sẽ không hay đấy. Nó vẫn úp lên cái đế này này. Đấy. Có nghĩa là cái mặt bát thì nó hướng vào cái mặt đế này. Còn đâu cái lưng bát sau ấy thì nó đi ra thùng ma trận, nó đi ma trận lên ngược lên trên này thì nó lại dồn ngược xuống dưới này. Nó tạo ra cái âm trầm nó lan tỏa như động đất rất là phê luôn. Đấy. Con này anh em mà khỏe thì bê được chứ anh em mà yếu gần như không bê được, nó nặng lắm. Khoảng 30 cân. Cao 1 mét. Con này anh em bày, ví dụ bày trong phòng anh em để lọ hoa trên chốc này này. Đấy, bày trong phòng để lọ hoa lên chốc hoặc là các thứ gì khác lên chốc. Nó, anh em nhé. Em đo kích thước cho anh em. Hôm đó em về được một con đấy, mà có 4 bác khách chốt liền, nhưng mà hôm đó về được đúng một con. Hôm nay lại săn được tiếp một con đấy cho anh em.
Đấy, anh em nhanh tay thì được nhá. Giá vẫn vậy thôi, 4 triệu rưỡi thôi. Đây, kích thước của nó này, chiều sâu của nó là 43 chưa tính nút, à 2, 33 chưa tính nút anh em nhé. Đấy, khi mà mình mà tính núm nút thừa ra thì nó là tầm khoảng 35. Đấy, chiều ngang của loa là 28. Đấy, 28 anh em nhé. Đấy là tính phần chân đế đấy. Đây, em đo bản chân đế cho dễ, tại vì phần chân đế nó le nhá. Đây, em đo này cho dễ này. Đây, chiều sâu của nó là 36 nhá. Đo chân đế cho dễ, sâu 36 này. Ngang của nó là 28 anh em nhìn này. Đấy. Chiều cao của nó là 1 mét anh em nhé. SL10 là 1 mét. SL7 là 70 phân. Con này SL10 1 mét luôn, nó là súc cây, súc tháp. Đấy, đánh rất là uy lực. Tại vì nó cao quá nên em quay nó khó được trọn vẹn cả cái súp, em cứ phải quay lên quay xuống này. Đấy. Bên hông của nó xi mi bóng nhá, sơn xi mi bóng rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, cái giá chỉ thế thôi, 4 triệu rưỡi nhá. 4 triệu rưỡi nếu anh em nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ, anh em tin tưởng, nếu anh em khách quen nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ thì em sẽ bao ship cho anh em luôn với cái giá 4 triệu rưỡi. Còn nếu mà anh em ship code thì cọc cho em ít tiền, nhận hàng thanh toán nốt. Ở đấy em không hỗ trợ tiền ship anh em nhé. Con này khoảng 30 cân thì anh em cứ tính cước ship khoảng 180.000 đi. Đấy, 6318, tại vì em có hợp đồng vận chuyển nên là cước ship ngay thời điểm hiện tại này là khoảng 6.000 một cân. Thời điểm trước Tết cách đây khoảng 1 tháng ấy, thì nó rẻ hơn có 5.000 một cân thôi, nhưng đợt gần Tết này cước bên vận chuyển nó tăng lên 6.000 một cân. Thì anh em mà lấy con này thì là cước ship khoảng 189 gì đấy thôi anh em nhé, tối đa là 190 nhá. Thì anh em cân đối, chuyển khoản đủ thì em báo ship. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. À quên, con này anh em có thể karaoke thoải mái anh em nhé. Chơi phòng khoảng 50-70 mét vuông thoải mái luôn. Vì chồng nó lan tỏa lắm. Nó đánh anh em không cảm nhận được là nó đánh ở cái góc nào, vị trí nào cơ. Chỉ thấy nó huỳnh huỳnh như là động đất thôi. Đánh rất là phê luôn. Rồi, chào anh em nhé.